khi được thầy Nguyễn Trung Nhân, giáo viên chủ nhiệm thông báo về căn bệnh ung thư tủy mà em Lê Thị Mỹ Ngân, học sinh lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang mắc phải. Cả tập thể lớp đã đồng lòng đề xuất ý kiến tự làm các loại nước giải khát để bán giúp bạn có thêm tiền điều trị bệnh. Bởi thực tế, hoàn cảnh gia đình em Ngân rất khó khăn, không có đất canh tác, chủ yếu làm thuê để trang trải cuộc sống. Được sự cho phép và động viên của các thầy cô, tập thể lớp 12A1 đã chọn ra những bạn khéo tay nhất, tranh thủ thời gian rảnh rỗi sau mỗi buổi học, tập trung đến nhà của một bạn gần nhất để phân công nhau từng công đoạn chế biến các loại nước giải khát như trà sữa, nhà đam sâm. Theo đó, thời gian nấu không cố định, có thể là vào ban ngày, vào ban đêm, tùy thuộc vào lịch học của các em và sự cho phép của gia đình. Những bạn không thể tham gia trực tiếp việc chế biến thì phụ trách việc bán nước giải khát trên các trang mạng xã hội để bán được nhiều tiền hơn giúp Ngân chữa bệnh. Tiền lời bọn con sẽ gửi đến gia đình và bạn. Rồi mong là bạn sẽ hiểu được là bên cạnh bạn luôn có gia đình, thầy cô và bạn bè sát cánh bên bạn để chiến đấu với căn bệnh này. Cảm động trước tấm lòng cao quý của các em học sinh, không chỉ tập thể giáo viên, học sinh của trường, mà nhiều người dân đọc được thông tin bán trà sữa giúp bạn chữa bệnh trên mạng Internet đã nhiệt tình ủng hộ. Bởi đây là loại nước uống được nấu bằng tình yêu thương và lòng sẻ chia. Thì tôi thấy cháu làm cái việc làm này rất là ý nghĩa. Qua đó tôi vận động người thân và gia đình ủng hộ để cho cháu gây cái quỹ để giúp đỡ bạn trong thời gian bệnh, trị bệnh. Sau thời gian hơn 3 tháng, số tiền mà ban giám hiệu nhà trường, tập thể giáo viên, các mạnh thường quân và lãi từ bán các loại nước giải khát trao cho gia đình em Lê Thị Mỹ Ngân là gần 20 triệu đồng. Mặc dù số tiền không lớn so với viện phí điều trị bệnh mà gia đình em Ngân phải gánh, nhưng tấm lòng của cả tập thể lớp 12A1 là điều khó đong đếm được. Thì cũng gia đình đó thì cũng như là rất là cảm ơn sự quan tâm của thầy và học sinh, và cũng như mạnh thường quân cũng có đến đây thăm hỏi và giúp đỡ cho gia đình cũng một số tiền. Thì cũng như là gia đình cũng là cố gắng đang chạy chữa cho cháu Ngân. Nấu nước giải khát để bán giúp bạn, một hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt và đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vừa đỡ đần phần nào nguồn kinh phí, vừa tiếp thêm sức mạnh tinh thần giúp em Ngân chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Bên cạnh đó, mỗi em học sinh của lớp 12A1 sau khi rời khỏi trường đều sẽ được nhận lại nhiều điều ý nghĩa của cuộc sống từ những hành động cho đi không vụ lợi ấy.